đề đó là hẹp bao quy đầu của trẻ em. Thực ra cái hẹp bao quy đầu của trẻ em là một cái hiện tượng sinh lý khi mà trẻ đẻ ra da bao quy đầu dài này, hẹp này và trùm kín cái quy đầu dương vật. Nó có chức năng là bảo vệ quy đầu dương vật, nó có chức năng làm ẩm. Tuy nhiên sau khi trên 1 tuổi thì những cái hẹp bao quy này có thể trở thành dạng bệnh lý, có thể gây viêm nhiễm dương vật này, những khuẩn tiết niệu này, và những cái hẹp bao quy đầu này cần được xử lý sớm. Và tôi có một cái phương pháp dành cho các bạn ở nhà có thể là hướng dẫn tự nong bao quy đầu của trẻ, đó là khi mà các bạn tắm cho con bạn ấy thì nên để trẻ tắm trong chậu, và khi da nó ngấm nước thì nó rất mềm, và các bạn nhìn lên nó đây nó giống như cái dương vật ở trẻ em ấy, thì chúng ta có thể kích thích nhẹ kéo cái da này kéo lên kéo xuống để làm sao cái dương vật nó hơi bị hít, nó sẽ hơi cứng lên và cái da này nó sẽ kéo xuống, nó nong dần dần nó giãn. Ban đầu bạn có thể thực hiện từ 15-20 lần, sau đó bạn làm tăng dần trong vòng 1 tuần đến 2 tuần. Thì với những phương pháp của tôi thì các bạn có thể tự nong bao quy đầu ở nhà và giúp là gì, phòng tránh viêm nhiễm cho trẻ và có thể để trẻ có một cái cơ quan sinh dục khỏe mạnh. Nên ở nhà nếu mà có thể làm được, nhưng mà một số trẻ mà nhạy cảm quá nó hay quấy khóc thì có thể đến bác sĩ nong cho, có thể sử dụng thuốc tê nhưng là không đau, nhưng mà phần lớn là nong trong khi tắm thì rất là tốt. Trẻ ví dụ ngay như đứa trẻ con nhà anh 6 tháng là anh bắt đầu gọi là tập nong rồi đấy, vì mình là bác sĩ tiết niệu nam khoa mình cũng tay máy hơn đấy, thì khi mà nó nong thì thằng đấy nó hơi phản ứng thái quá, nó ướt người lên phát tự nhiên nó kéo lột xuống, thế là nó lột hết thì nó lại gọi là trưởng thành hơn so với các bạn một tẹo.